Ok anh em nha, bây giờ thì lên tiếp tục bát 8 nè. 7 bát thì anh em, một bát là 5 phát. Một bát là 5 phát mà không lên thì bó tay. Rồi lần này Khải sẽ tiếp tục đẩy cái phi tiêu lên về cái nọ, cố gắng về cái nọ đánh tung kim thôi. Cố gắng đánh tung kim thôi mà chua vãi. Ok lần này vô. Lần này lần 8, bắt 8 rồi. Phi đao, đổ thua luôn. Phi đao, phi tiêu, phi đao, phi tiêu, phi đao, phi tiêu. Đậu xanh, xanh cứu phi đao. Phi đao, tiêu, đao, tiêu, đao, tiêu. Nó đầu, thua. Bó tay. Cây nó mà chùa vãi lên. Tiếp. Kim. Thua. Thua luôn rồi. Quay về kiếm đậu xanh thua luôn rồi. Chịu luôn em, khá chịu luôn rồi. Không biết nói sao luôn. Chịu. Đau. Đầu thua luôn rồi. Lại về đâu? Nhỏ vãi lìn, thua luôn anh em ơi. Chịu rồi. Trời ơi, tốn tiền mà không than nữa anh em. Đậu xanh một lần hóa 100k đó anh em. Anh em có nghĩ chuyện giỡn chuyện đùa quá. 36 lần là hết 3 triệu 6 rồi anh em. Sao lại không than? Anh Long Thành Nguyễn, anh bỏ tiền anh làm anh có than không anh? Nó không lên phải than chứ. Than cho Adder thương Adder cho chứ mà Adder cũng méo thương lại nói chi. Vãi nồi. Nói chi mà tiền bỏ ra mà không than anh. Đầu mà tôi thua luôn á. Bó tay. Thì Khải đã nói rồi, đã chơi chờ đến bến đó anh em. Chơi chờ đến bến nhưng mà vấn đề nó không ra thì kiểu này chịu luôn, không biết sao giờ. Hai lần nữa không có nữa, sốt sốt bà luôn. Đau. Thua. Thua. Ba bảy lần. Thua rồi. Đồ mà bắt tay luôn em ơi. Chịu ơi. Bực vãi rồi. Lần nữa không ra shop luôn. Việt Nam nói là. Rồi shop. Shop đi. Rồi shop. 38 lần đậu xanh.
Còn một cây cuối đậu xanh không lên nữa, đẩy luôn. Đó. Còn một cây nó không lên shop luôn. Một cây nó không lên shop luôn anh em ơi. 38 lần không lên đậu xanh. Cây thứ hai 5 lần không lên nửa shop. Đúng cây luôn em thiệt, đúng cây luôn trời. 38 lần. Việt Nam nói là làm. Nhỏ vãi, tính ra tốn hết 38 kim anh em. Hết rương kim với lại một rương kim với lại 16 lần hỗn binh khả đợt sẵn trong rương. Em shop cây kia rồi anh ơi, em còn cây thứ hai. Vãi nồi. Hôm nay cây thứ hai, cây kia em shop rồi. Ok, tiếp tục. Bắt thứ 8 xịt rồi. Cái này được Khải tính tiếp. Anh em xem ủng hộ một like nha anh em ơi. Ủng hộ một like nha. Cái này cây thứ 2, cây kia cây shop rồi. Anh em xem ủng hộ một like chơi nha. Khải lên 39 luôn anh em.